ngày 30 tháng 8 tại Hà Nội, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị phối hợp với Phòng Khoa học Quân sự, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo cũng là hoạt động khoa học rất có ý nghĩa trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị gắn với việc quán triệt học tập bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Báo cáo đề dẫn hội thảo nhấn mạnh, chủ nghĩa xã hội khoa học tất yếu phải được không ngừng bổ sung, phát triển, phù hợp với thực tiễn khách quan, xu thế của thời đại hiện nay. Tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, tiếp tục bảo vệ bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, đồng thời bổ sung phát triển cho phù hợp với bối cảnh mới là nghĩa vụ thiêng liêng, là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của những người cộng sản chân chính. Trong bối cảnh hiện nay thì các thế lực thù địch, đặc biệt là các phần tử cơ hội xét lại thì chúng vẫn tiếp tục ra sức chống phá chủ nghĩa Mác Lênin, trong đó có chủ nghĩa xã hội khoa học. Và đặc biệt thì chúng phủ nhận những cái lý luận rất là căn bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thế thì thông qua các cái cuộc hội thảo này và đặc biệt là ý kiến tham luận trong cuộc hội thảo này thì các nhà khoa học đã làm rõ và những cái giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó là hướng đến giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giải phóng nhân loại và suy cho cùng là học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học cùng với học thuyết Mác Lênin để hướng tới giải phóng con người vì con người và để xây dựng xã hội chủ nghĩa ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 70 tham luận của các nhà khoa học có uy tín đến từ nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, tập trung vào các nội dung làm rõ bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa xã hội khoa học, vạch trần làm rõ bản chất phản động, phản khoa học trong luận điệu chống phá chủ nghĩa xã hội khoa học của các thế lực thù địch, đề xuất những vấn đề cần bổ sung và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong giai đoạn hiện nay. Nhiều ý kiến đánh giá về sự vận dụng xã hội chủ nghĩa, xã hội khoa học vào thực tiễn lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội khoa học của Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ rõ vấn đề có tính nguyên tắc, yêu cầu, nhiệm vụ, phương thức bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong giai đoạn hiện nay. Những tham luận, ý kiến đóng góp được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tâm huyết trách nhiệm của các nhà khoa học đối với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học, một bộ phận nền tảng tư tưởng của Đảng. Các ý kiến đóng góp trong hội thảo đều xoay quanh cái chủ đề của hội thảo và tôi cho rằng là nó đã đạt chất lượng rất là tốt. Bởi vì thứ nhất là nó đã làm rõ được những cái nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học nói chung, và những cái nguyên lý cơ bản về cái sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hay là về cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thì đây là những cái vấn đề rất cơ bản của những người nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học. Và từ đó thì nó khẳng định cái giá trị của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay cũng như là khẳng định cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam là con đường mà Đảng, nhân dân ta lựa chọn là cái con đường đúng đắn. Cũng chính từ hội thảo này và theo tinh thần của Đảng ta, theo nghị quyết 3 năm về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái và thù địch, đấy thì chúng tôi phải trần những cái âm mưu, những cái thủ đoạn, những cái luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về chống phá về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có chống phá về lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, đặc biệt là về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, lý luận về hình thái kinh tế xã hội và luận về cách mạng xã hội. Như vậy, việc hội thảo nó vừa là củng cố, mở rộng, vừa là tiếp cận nghiên cứu cơ bản để phục vụ trực tiếp vào giảng dạy nghiên cứu khoa học, đồng thời góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội thảo khoa học bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong giai đoạn hiện nay đã thực sự trở thành diễn đàn cởi mở trách nhiệm của các nhà khoa học nhằm thúc đẩy giao lưu, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan đơn vị làm công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học, là cơ sở cung cấp tài liệu quan trọng để các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nghiên cứu tham mưu hiệu quả với trên, có chủ trương, biện pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.